Lý ơi, năm nay mình bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay là bà 64. Hiện đang sinh sống ở đâu ạ? Số nhà 51, phố Yên Biên, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa. Vâng, số nhà 51, phố Yên Biên, phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa, cũng gần đây thôi cô nhỉ? Trước đây là cô làm ở đâu? Môi trường 2. À, trước đây cô cũng là cán bộ công nhân môi trường 2. Đã về hưu rồi đúng không ạ? Và bây giờ cô lại tiếp tục ở lại để làm việc cho môi trường đúng không ạ? Đây là một tấm gương lao động, một tấm gương về sự chịu khó miệt mài đấy ạ, để chúng ta rất là đáng để học tập luôn. Vâng, cô ơi, trước khi đến với Hoàng Quốc Thống thì là cô gặp vấn đề gì về xương khớp ạ? Cô thì ngày trước là bị tai hóa khớp gối, nhưng mà cô vẫn đi làm, vẫn hút dịch. Để cô đi làm, nhưng mà cô đi làm thì không biết tự nhảy lên xe rác xuống thì bị đứt dây chằng chéo. Tức là cái này là cô bị bao nhiêu năm rồi ạ? Cái khớp gối thì lâu rồi, khoảng 5-6 năm rồi. 5-6 năm nay? Là bị tràn dịch khớp gối. Mình đã đi hút bao nhiêu lần đi ạ? Đi hút nhiều rồi, nhiều lần lắm. Cô có nhớ được bao nhiêu lần không? Phải là 5-6 lần. Ồ, vâng. Tức là cô bị thoái hóa cách đây khoảng 5-6 năm thì cô bị thoái hóa khớp gối. Và đã từng đi hút dịch ít nhất là 5 lần. Tức là thoái hóa nó dẫn đến cái tình trạng là tràn dịch khớp gối. Và cô đi khám thì người ta đã có chỉ định mổ chưa ạ? Cô thì người ta khám thì người ta cũng gọi là gai với cùng là chỉ định mổ là mổ gai, nhưng cô là cô không mổ. Vâng. Nhưng sau đấy thì thế nào ạ? Sau là cô đi làm thì cô tự dưng thì thấy về sưng to lên và nhức nhối là không đi được. Vâng. Thì cô cũng đi Hà Nội. Nói chung là bệnh viện Hà Nội là cô đi nhiều rồi. Vâng. Nên là cô đi chụp thì ở đây là chụp rồi các ti lớp lớp là chụp hết rồi. Vâng. Thì người ta hỏi là cô bị đứt dây chằng chéo. Vâng. Và xuất một nái trụi. Là cái phim vẫn có phim. Vâng. Nhưng mà cô về thì quyết định là con cái hỏi ra Hà Nội để kiểm tra để mổ. Vâng ạ. Nhưng mà cô ra thì cô cũng ra. Vâng. Thuê xe ra thì cô cũng kiểm tra. Vâng. Em dâu đưa đi. Nhưng mà đi ra thì mổ ngoài nó chi phí là nhiều mà không có người chăm nuôi. Vâng. Thì là cô lại quyết định về Thanh Hóa. Cô Thanh Hóa thì cô lại về lại cô lại xuống xương khớp. Để cô làm thì bác sĩ Hiền nói là cái ni các cháu không điều trị được mà cái ni phải phẫu thuật. Bà bị đứt dây chằng chéo. Thế thì lại xong rồi quyết định đưa xuống khoa truyền hình. Vâng. Đưa khoa truyền hình thì bắt đầu bác sĩ hỏi bà ấy là bà có bị mổ không? Ngã. Thì bà ấy bảo bà không ngã, bà chỉ đi làm môi trường thôi, bà nhảy trên xe rác xuống. Tức là nhảy từ sau khi mà cô nhảy từ trên xe rác xuống là về là mình thấy đau phải không? Thấy đau, sưng. Vâng, đau sưng. Không đi được. Lúc đấy đi lại thế nào? Không đi được. Không đi được. Chống nạng. Vâng. Phải chống nạng. Chống nạng nhưng mà cái chân có bước nhấc lên được không hay là phải lết ạ? Lết. Lết từ khi nữa. Tức là chống nạng rồi nhưng mà vẫn phải đi lết đúng không? Đúng, đi lết. Vâng. Thế thì xong là bắt đầu xóm dân làng thì phố thì người ta hỏi là bà đi Hà Nội đi. Mổ đi không hư cái chân. Vâng. Là bà quyết định đi. Vâng. Đi thì bởi vì lúc đấy ra Hà Nội khám thì người ta kết luận là người ta hỏi mổ, phải mổ. Kết luận là bị đứt dây chằng chéo. Đúng rồi. Vâng. Và bị đụng dập sụn ở khớp gối. Đúng rồi. Đúng không? Và gai, bà tràn dịch. Vâng. Nói chung là cái đầu gối đi bị hết. Vâng. Thì bà là về là vẫn quyết định là lại xe quay đầu về Thanh Hóa. Vâng, tức là có chỉ định mổ ở ngoài đấy. Vâng. Nhưng mà mình không đồng ý mổ. Không đồng ý, không nhập viện. Vâng, lại quay về Thanh Hóa. Ừ. Vâng ạ. Nó về Thanh Hóa thì xuống xương khớp thì bác sĩ là cái gì các cháu không điều trị được. Vâng. Vì là bà đem phim hết đi. Thì người ta các bác cháu không điều trị được và phải mổ, phải phẫu thuật. Vâng. Thế thì bà về đây người ta cũng kết luận là vẫn phải mổ. Vậy phẫu thuật. Đúng rồi. Thế thì bà về thì xong rồi bắt đầu chuyển xuống khoa truyền hình. Thì là bác sĩ quyết định thứ 6 mổ. Vâng. Quyết định. Thế sau đấy là mình có mổ rồi đúng không? Mổ nối dây chằng chéo. Mổ dây chằng chéo rồi. Vâng. Và sau khi mổ thì cô cảm thấy thế nào ạ? Mổ thì nói thẳng là về chân này vẫn đang còn sưng. Vâng. Vẫn đang còn đau. Vâng. Nhưng mà nói thẳng là môi trường thì bà không có người thay thì bà lại nẹp lại thì bà lết chân để bà đi làm trong khi mới 10 ngày. 10 ngày thì cả phố đều biết chứ không phải không. Tức có là biết. Sau mổ 10 ngày là cô đã phải đi làm trở lại. Đi làm. Vâng. Cô đi làm trở lại thì nói thẳng đây này, cô đi làm về thì cô vẫn bóp dạo trên mạng thì là cô lấy nhiều lắm. Chờ hiện giờ đang còn 4-5 lọ đây. Nên là cô bóp thì cô tốn khoảng bao nhiêu chi phí cho cái nói chung, mua sản phẩm trên mạng? Sản phẩm trên mạng phải nói chung là ông nhà bà không biết mà chỉ có bà biết thôi. Vâng. Là với cô anh biết thì khoảng mất 10 triệu. Vâng. Đúng 10 triệu trên 10 triệu. Ừ, trên 10 triệu thì bà với lại đi ra phố thì phố người ta hỏi là bà không được làm trên mạng mà bà phải lại người mẫu rồi mà chạy cứ phải đi như trước thì chạy quên răng. Thế nên trước khi bà về thì bà vẫn cứ bó chân và bà gác chân lên và bóp thôi. Bà nhưng mà trong quá trình đi làm thì nó có đau đớn hay là có khó lết khăn chân, gì không? Lết chân, không đi được.
không đi được. Về một lúc mổ rồi về bà vẫn không đi được. Bà vẫn đi nặng và vẫn ngồi xe, ngồi cái xe đẩy đi. À, là ngồi xe lăn. Ừ, ngồi xe lăn, bà vẫn ngồi xe lăn, cái xe lăn vẫn đến ở nhà bà đi mượn để về ngồi lăn. Thì sao có đứa con gái nhà bà giờ này. Thì nội ấy mẹ ơi, mẹ đi Hà Nội đi một lần. Nên là bố thế đi thì nhà bà vẫn năm ná. Bà bố là ra chờ mà thay khớp gối nữa thì tao không bổ được, đau đau lắm. Thôi để tao cứ năm ná quên răng đã. Thế thì đứa con gái nhà bà với hội đi này, mẹ ơi. À, ở trên phố Hàng Đồng. Mẹ cứ hỏi con Thủy lại lên phố Hàng Đồng. Nhà 51 cái gì đó huyện Dù gì đó. Thì mẹ mà lên đến nơi mẹ không biết thì mẹ gọi điện cho con rồi con nói. Ở ngoài đây, ở xóm nhà con cũng có cái bà nữa thấy là không đi được rồi mà bà nên chữa về bà đi rồi. Thì mẹ thì mẹ thử lên một lần chữa được thì mẹ chữa mà không được thì ta lại quay lại Hà Nội luôn chứ. Tức là có hàng xóm của con gái cô là đã điều trị tại cơ sở Hoàng Quốc Thống số 51 Nguyễn Du của bên cháu. Đúng rồi. Về là từ chỗ không đi lại được. Đúng rồi. Và điều trị xong thì đi lại bình thường nên là con gái giới thiệu cho cô đến đây đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Thế thì cô Lê về thì chiều thì cô vẫn đi làm buổi sáng thì buổi chiều về bố trưa thì cô hội Thủy ơi mi lai đào lên thế cô quyết định thì bà nghe nói chỗ đâu thì bà đi đến chỗ đấy. Thế thì bà lên thì có gặp bác sĩ Nhân. Bác sĩ Nhân thì đang ngồi đó thì cô hội bà thì bà hội đi này bà mới đi mổ về chưa mới đằng tháng thôi chưa đằng tháng một thì đó thì bác sĩ Nhân hỏi là bà đứt dây chằng chéo và sứt sụn thì bà mới đúng rồi. Thì cho bà điều trị thì bác sĩ Nhân hỏi bà có thí nghiệm không? Bà có đang bà nói nữa. Thì bà mới đi này bà không thí nghiệm. Bà lên đây để bà chữa. Bà điều trị. Nếu bà không chữa bà không thí nghiệm. Hôm nay cháu thí nghiệm cho bà 30 phút thì bà về cũng bằng nhau thôi. Không giảm đau được cho bà. Đúng rồi. Thì bà điều trị nữa thì bác sĩ Nhân cũng vâng nữa để cháu làm cho bà điều trị. Thì bà điều trị cho đến nay. Hôm nay là được bao nhiêu ngày rồi ạ? Nói chung là bữa nay nữa là được 16 buổi. Vâng, cô cảm thấy thế nào ạ? Thì nói thẳng đây này, bà điều trị được 5 hôm. Vâng. Thì là cái hôm đầu tiên bác sĩ Nhân làm cho bà thì về tối, ngày trước là bà không ngủ được đâu. Bà cứ để cái nặng, bà gác cái chân lên. Nhưng cái hôm đó thì về bà để cái chân xuống thì bà vẫn nằm ngủ được. Bà lên mai bà lên ngủ, bác sĩ Nhân ơi hôm nay bà ngủ được. Vâng, tức là nói trước nào. Đó mình đau quá nên là không thể không ngủ được đúng không? Cứ gác chân lên thôi. Nhưng cái bữa đó về là bà để được cái chân thì bà lên nói bác sĩ Nhân hôm nay là bà ngủ được. Chân bà là để được xuống giường. Là ngủ được. Thế thì bà vẫn làm thì nói chung làm được bữa nay là 16 buổi. Nhưng mà nói thẳng là 5 hôm thì là bà thấy nhẹ hẳn đi và bà đi. Tức là làm được 5-6 ngày là cô đã thấy nhẹ hẳn rồi. Đi rồi đúng không? Thấy nhẹ rồi, bà thấy chân đi được rồi thì thấy bà thấy mừng. Nói chung tức là trước đó là mình dù mổ rồi nhưng mà vẫn phải lết. Đúng lết. Vâng, nhưng mà sau 5-6 ngày là bước đi được. Bước được mới lên đây vẫn đang còn lết. Vâng. Đó, bà vẫn đang lết rồi, nói trong nhà bà là nhà tầng nhưng bà không lết lên được cầu thang được. Vâng. Nhưng bà cứ đứng ở dưới cho bà gọi hoặc là gọi cháu là gọi điện thoại. Vâng. Nhưng hôm qua bà gọi là nhân ơi hôm nay bà lên cầu thang. Vâng. Đó là bà lên tầng 2. Nói chung là với bác sĩ là bà về đây thì điều trị thì các bác sĩ thì mềm mỏng. Một thoa bóp. Hôm đó thì có bác sĩ cho bà một chai dầu. Về bà đi bóp. Tức là cái ngày đầu tiên cô đến đúng ngày thứ hai, thứ ba rồi là bác sĩ cho. Dầu. Cô được ở bên cháu tặng cho cô một lọ dầu đúng không ạ? Lọ dầu. Để về nhà mình bóp thêm. Đúng rồi, bóp thêm thì hàng ngày là bà cứ đi về bà bóp 3 lần. Ví dụ mỗi mũi nhức là bà bóp. Vâng. Thì nói thẳng lên này bà cũng hỏi với bác sĩ Nhân, hỏi lên này bà đi khắp nơi rồi, chờ cháu chữa được cho bà là bà đi được. Thì là bà mừng. Nhưng mà nói thẳng với cháu là hôm nay nói với thẳng với bác sĩ là hôm nay thì nói thẳng là cũng được 80-90% rồi. Nhưng mà nói thẳng đi này cái đầu gối ni là không chữa cũng không được. Bởi vì thế này đây là ăn sứt sụn thôi với này dãy chằng nhưng trong đây là mình còn tái hóa và gai và chằn dịch. Và chằn dịch là cái ni là của bà là đầu tiên chứ không phải là đến lúc mà bị coi như là dây chằng. Tức là nó tổn thương đứt dây chằng trên cái cơ địa là mình đã có cái thoái hóa nặng từ đúng trước rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bà đã rút dây dịch từ cái ngày chưa nữa là bà đã rút dịch. Nhưng cái lúc bà đã mổ về rồi thì lại hắn tràn dịch thì bà lại rút hết 600 nghìn ở dưới bệnh viện, lại cũng xuống bệnh viện đi rút. Để rút lần nữa là lại rút nữa. Thì đấy về em phải hồi phục dịch vì mình đi và hắn chưa chữa được thì gỗi. Thì cái hút dịch ấy cô nó chỉ có là giải quyết cái dấu hiệu tạm thời thôi ạ. Đúng tức rồi. Là nó chỉ hút ra được cái lượng dịch mà nó tràn ra quá nhiều gây cái chèn ép cái khớp gối làm mình đau đớn khó khăn đi đúng lại rồi. Và sưng viêm đấy đúng nhưng rồi. Nó không thể là giải quyết được triệt để cái vấn đề mà thậm chí là sau khi rút dịch ấy thì lượng dịch có thể tiết ra nhiều hơn và đầu gối của mình nó cũng sẽ yếu đi ạ. Đúng rồi. Vì cái nguyên nhân gốc rễ của mình chưa giải quyết được ấy. Còn cái chuyện của bà thì nói thẳng đây này cái bữa nó là tiêu là tiêu hết rồi đi là dân phố đến hỏi thăm để là tiêu hết cả dưới giờ em tiêu lên đến đây rồi thì là tất cả con cái gọi là kinh là sẽ tiêu chân tiêu tiên chân rồi. Là tiêu cơ vâng. Là tơ cơ là không đi được vâng. Thế bây giờ có thấy nó trở lại nói chung là hắn cũng lại rồi nhưng mà chưa lật lại lắm
Bởi vì mình đã tức là so với bên này thì nó vẫn còn một chút, nhưng mà so với cái hôm mà cô mới vào đầu thì cháu thấy cái phần cơ nó cũng đã phục hồi rất là đúng nhiều. Rồi, đúng rồi. Bây giờ kích thước giữa hai bên của cô cháu nhìn bằng mắt thường là nó cũng đúng không rồi, chênh lệch rồi, bao nhiêu đúng nữa rồi, đâu ạ. Đúng rồi. Đấy, cô cứ nhìn này đây, chúng ta thấy đây thì kích thước của hai bên nó cũng không chênh lệch nhau nhiều, và cái hôm đầu cô đến thì cái khớp gối này nó sưng rất là to. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ thì đây cô mọi sưng người có thể quan sát đúng rồi. Tức là nó sẽ ứ trệ phù nề đúng rồi, xuống cả cái bàn chân luôn. Đúng rồi. Vâng, trường hợp của cô đúng ra ấy thì là sau khi mổ 10 ngày mà đã phải lết đi làm như thế là cũng không đúng đâu cô ạ. Đúng nhưng rồi. Vì công việc và sự cống hiến nên là cô vẫn phải chấp nhận đi làm, nhưng mà sau mổ phục hồi sau mổ khớp gối đứt dây chằng chéo thì cần phải có thời gian nghỉ ngơi rồi. Rồi có thời gian phục hồi chức năng, đúng tập đi đó. Lại từ từ sau đấy chúng ta mới đi. Chứ còn không phải là ngồi xe lăn lết rồi vẫn phải đi làm như thế thì rất là vất vả, và cái nó tăng cái gánh nặng cho cái khớp gối của mình. Nhưng mà kết quả được hôm nay như thế thì cháu cũng rất là chúc mừng cô. 90% trong một trường hợp khớp gối đã thoái hóa độ 4, tràn dịch và hút dịch nhiều lần, kèm theo đấy nữa là chấn thương. Sau một cái cú nhảy thì là cô bị đứt dây chằng chéo và bị vỡ sụn. Cô nói thẳng là với bác sĩ này, cô đến đây là có bác sĩ Nhân vâng. và bác sĩ chị Nhật Xuân vâng. là điều trị vâng. cho bác. Là nói thẳng là bác thấy rất nhẹ nhàng vâng. bởi vì đi này vui vẻ và nhẹ nhàng tuyệt vời, là, tuyệt vời. Nhưng mà nói thẳng là về đến nhà thì con cái thấy chân đã đỡ thì cũng mừng, đi được cái chân bà thì hôm nay thì nó lên cầu thang được rồi, quá mà là phấn khởi đúng không ạ. Một kết quả là 90% cho cái đầu gối của cô với bao nhiêu vấn đề như thế, đó cũng là một điều thành công trong điều trị của bên cháu rồi đấy đúng cô rồi, ạ. Chung là hôm qua thì nói thẳng này là bà cũng phấn không khởi có chi quá, khất khởi, bà cũng vui vẻ thì bà mời coi như là cả coi như bác sĩ cả nhà đi ăn bữa cơm coi như thật bình thường. Vâng, tốt quá, tuyệt vời. Thay mặt cho tất cả anh chị em Hoàng Cốt Thống Thanh Hóa thì cũng rất là cảm ơn cái tấm lòng của cô Lý đã dành cho chúng cháu. Và đấy cũng là một cái nguồn động viên và là động lực cho Hoàng Cốt Thống, tập thể anh chị em Hoàng Cốt Thống Thanh Hóa chúng cháu sẽ ngày càng cố gắng hơn nữa để có thể giúp được cho nhiều người thoát khỏi tình trạng đau nhức xương khớp giống như là cô Lý đây. Đã bị rất là nhiều năm và cũng phải mất công, mất của đúng nhiều không rồi, tìm nhiều kiếm lắm. Rất nhiều những phương pháp điều trị khác chắc nhau là nhưng là mà đánh đổ đầu cuối cùng vâng, nói chung là mình chả biết là con nhà bà thì hỏi đi này mẹ ơi, chứ có phải đánh đổ cuối cùng không hay là đánh đổ thứ mấy bố này, chắc là đi đánh đổ cuối cùng bởi vì vâng đi này thấy về ngủ được là chân không nhức bà mọi đi lần đó là được, đi lại được bà mọi lần đó là bà cứ gác cái nạng này này vâng, là bà gác lên cái nạng lên cao, đúng rồi. Bà kê rất nhiều gối là còn bà nói thẳng đây này không còn cái gì cả, bà mua cả một cái máy gần 20 triệu về bà ngồi có bà ngoan không biết vâng. Nói chung là ai mách chỗ mồ làm là cái làm gì hết, là không? Bà mua để vì thế này cái chân đi hắn ngồi một nơi cũng không ngồi được vâng. Nhiều bà thì cũng hội bớt với đỡ hết, các bà nó cũng hội khỏi, kể cả bà ngoan cũng hội là lại bốt thuốc cũng khỏi, mà kể cả các cái cô chim mà nó làm môi trường với bà đó, cô Thoa nó cũng hỏi đỡ cũng hỏi mà tất cả thì bà cũng hỏi thì người ta hỏi là đỡ cả, mà cái cả cái cô chim mà trong nông cống ra đây thì nó lưng thì cũng hỏi cũng đỡ. Tức là cô đến đây và cô cũng đã được trực tiếp chứng kiến ngoài cái trường hợp của cô rồi, đúng rồi. Là nhà cháu cũng đánh giá là một trường hợp điều trị thành công tuyệt vời rồi ạ. Thì cô cũng thấy là đến đây có rất nhiều bệnh nhân nặng đúng không ạ, và họ đều đạt được những kết quả rất là tuyệt vời đúng không đúng cô rồi. Ít nhất cũng cải thiện từ 70-80% trở lên ạ. Vâng ạ, và đã giúp họ tìm lại được cái niềm vui sức khỏe cũng như là trả lại với cuộc sống bình thường giống như trường hợp của cô đây. Đúng rồi. Trước thì đã có lúc phải ngồi xe lăn nhưng ngồi bây giờ là rồi. Tự đi lên, thậm chí là lên được cầu thang. Rồi. Vâng, đây là một điều mà chúng cháu cũng rất là vui. Nhưng mà riêng trường hợp của cô Lý thì cháu cũng muốn dặn dò cô, lưu ý cô một chút là dù sao thì cái đầu gối của cô ấy nó cũng đã bị thoái hóa độ 4 rất là nặng. Đúng rồi. Từng hút dịch nhiều lần, đúng từng rồi. Có hiện tượng teo cơ, nhược cơ hay đúng nữa là đứt dây chằng, và mặc dù mình đã phẫu thuật rồi là đụng dập sùn chêm các thứ đấy. Nhưng mà cô cũng lưu ý giúp cháu là sau khi điều trị thì mình cũng cần phải duy trì những cái chế độ thể dục này, ăn uống, sinh hoạt và làm việc phù hợp cô nhé. Kèm theo đó nữa là cái việc tập phục hồi chức năng và duy trì cái việc chăm sóc sức khỏe chủ động. Dầu Hoàng Cốt Thống này này, thì hôm trước là cô cũng đã được bên cháu tặng cho cô một lọ ấy, thì cháu cũng muốn nhắc cô là về nhà mình hãy dùng thêm. Ví dụ những vùng khác ấy thì mình khó, nhưng mà đầu gối cô ngồi như này cô xịt lên và cô bóp thì nó cũng sẽ giúp tái tạo dịch khớp này, tái tạo sụn khớp và đồng thời phục hồi những hư tổn xương khớp lâu ngày của cô. Đúng bởi rồi. Vì bây giờ cái tuổi này thì nó cũng sẽ càng ngày càng hư tổn, càng đúng ngày rồi. Càng thoái hóa nhiều hơn cô nhá. Đấy, đây này, bác sĩ Nhân có hỏi bác, bà hỏi là bà mua thêm thuốc uống và bà mua thêm dầu bóp thì bà có mua 2 hộp
tặng một là ba. Thì cô thấy là cái dầu của bên cháu có giống với những dầu đấu không? Không, cũng dầu kia là dầu nóng. Mà dầu này dầu mát mà bóp thì nói thẳng đây này, bà về là thấy cái chỗ này đau, bà xịt vô bà bóp một lúc một là không nó thấy dễ đau chịu nữa. Đúng không? Dễ chịu không thấy đau nữa. Mà ngồi đó. Còn nói chung là cái chân của bà coi là cũng xác định đến mổ khớp gối rồi. Vâng. Là vâng, giống rồi. Như là giống bà Lý có thể nói lại là cái lúc mà bà lên đây bà bảo cháu là sau mổ 3 tháng á. Ừ đúng rồi. Thì thế nào là... Bác sĩ hỏi bà ấy là khi mổ mà được không 3 tháng không được, đi được là phải mổ thay khớp gối. Thì bà ấy là ố thấy chết rồi mà thay khớp gối cho mổ phanh gì đâu gì thôi. Vâng, đến hôm nay thì cô có thể yên tâm thở phào nhẹ nhõm thôi ạ. Và giống như cô Lý cũng chia sẻ ấy, thì cái dầu bên cháu là cái dầu bên khi đến đây thì nhà cháu dùng chủ đạo là cái dầu hoàng cốt thống này cô này. Đúng rồi. Và giống như cô chia sẻ là nó không giống như những cái loại dầu mà cô mua về. Đúng là rồi. Hầu hết các loại dầu cô mua về cũng như là những cái loại dầu mà có trên thị trường ấy. Đúng thì rồi. Hầu hết là dầu nóng. Dầu nóng. Vâng. Nhưng mà riêng cái dầu của bên cháu đúng thì rồi. Nó là dầu lạnh. Xoa đến đâu mát đến đó và làm cho bệnh nhân cảm giác một cảm thấy rất là thư giãn, dễ chịu và giảm đau. Tuy nhiên là bên cháu cũng cam kết với cô là trong cái sản phẩm này hoàn toàn không có cái thành phần giảm đau. Nhưng mà cái dầu hoàng cốt thống này nó là một bài thuốc đông y gia truyền, nó được chiết xuất hoàn toàn từ các thảo dược tự nhiên, rất an toàn, lành tính và không gây ra tác dụng phụ khi sử dụng cô nhé. Ừ. Đấy, nói chung thì là cô giàu chi cô cũng bóp rồi. Đây này có bà ngoan xuống là đang còn đóng, đang còn lọ nguyên cô, lọ dỡ cô. Vâng. Nhưng mà một ngày 4-5 lần là cô đau là cô bóp, nhưng mà bóp xong là nó nóng. Vâng. Bây giờ thì cô cũng sẽ tin là vì sao bóp bên ngoài nhưng mà vẫn dễ chịu bên trong xương khớp của mình đúng không? Đúng. Vì có nhiều người họ cũng sẽ nghi ngờ rằng là vì sao xoa ngoài da này lại có tác dụng điều trị cho các vấn đề về xương khớp. Đúng thì rồi. Cái dầu hoàng cốt thống của bên cháu mà khi dùng để xịt lên ngoài da ấy thì nó sẽ thông qua cái cơ chế thẩm thấu. Nó sẽ đi sâu vào các tổ chức cơ xương khớp bên trong, làm tiêu dịch, tiêu mủ, tiêu viêm. Đó lý do vì sao là cô có tràn dịch nhưng mà sau thời gian trị liệu thì dịch không còn nữa. Đúng rồi ạ. Vì nó vẫn làm được tiêu dịch, tiêu mủ, tiêu viêm, đồng thời là làm mềm những cái tổ chức cơ bị bó lâu ngày hoặc là cái trường hợp như của cô thì bị teo cơ lại chẳng hạn, teo cơ cứng khớp khó khăn khi đi lại và vận động. Thì dầu này nó cũng sẽ phục hồi được những hư tổn như thế, giúp tái tạo dịch khớp này, tái tạo sụn khớp. Đấy và giúp cô Lý là có thể đi lại và trở lại với cuộc sống bình thường hàng ngày. Đúng vâng ạ. Rồi, đây chính là cái cao mà nhà cháu đang đắp đúng cho rồi. Cô đấy ạ. Đúng có rồi. Đắp cao vậy thì đắp cái này vào cô dễ chịu không? Dễ chịu và nói thẳng là đầu gối, tay bả vai bả vung về là dễ chịu. Vâng. Hoạt động là nữa được là đắp cái đúng cao. Đúng rồi, đây chính là cái cao. Cái cao này chính là cái cao mà hàng ngày nhà cháu đắp đúng cho rồi. Cô đấy. Tức là cái này nhà cháu làm một cái bài thuốc cao đắp từ thảo dược. Đúng rồi. Khi làm ấm lên đúng. Thì nó sẽ giúp là làm mềm và giãn các cơ bị co cứng đúng lâu rồi. Ngày ra, giúp khí huyết tăng cường lưu thông, cho nên là tăng cái khả năng nuôi dưỡng những cái vùng tổ chức xương khớp của cô bị tổn thương đấy, và nó sẽ phục hồi đồng thời giải phóng cái sự chèn ép thần kinh và mạch máu nên là cô sẽ dần dần cô sẽ cảm thấy giảm đau dễ chịu, đồng thời nó cũng sẽ là thanh lọc bài trừ những độc tố trong cơ thể của cô lâu ngày ra ngoài, giúp cho cơ thể của cô sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Và ngoài cái vấn đề về khớp gối thì cô Lý đây còn có rất nhiều những vấn đề về xương khớp khác, ví dụ như là thoái hóa cột sống cổ này, thoái hóa cột sống thắt lưng này và không cô bị lệch đĩa đệm một lần rồi đó. À vâng, tức là còn bị cả thoát vị đĩa đệm đưa không? Cho vô đấy, rồi đó. Vâng, nhưng mà bây giờ thì tất ngoài nhưng mà trong đấy thì cái phần khớp gối là cái phần nặng nhất và đúng. Nó gây ảnh hưởng cho chất lượng cuộc sống đúng cũng rồi. Như là làm việc của cô nhiều nhất không thì bây được. Giờ là cái khớp gối nó cũng đã ổn. Vậy đúng. Thì những vùng khác thì thế nào ạ? Nói chung là cô đó là chờ cái những cái vùng mà đắp nến đó vâng. Thì là về cô đắp cao đó nè thì cô về là nói chung là cũng không nhức nhối nữa. Vâng. Đỡ nhức nhối hai bên đây này. Đây là thoải mái và dễ chịu hơn dễ rất là chịu nhiều hơn. Rồi đúng không? Đến cái vùng nặng nhất mà còn có thể đạt 90% thì những vùng khác là đương nhiên là nó sẽ cảm thấy khỏe mạnh và thoải mái đúng hơn rồi. Rất là nhiều. Vâng, cháu chúc mừng cô. Và cô Lý thì may mắn là được một người đã từng điều trị tại đây giới thiệu. Vậy thì bây giờ cô có muốn nói điều gì đó với những cái bệnh nhân hay những cái khách hàng bị xương khớp bên ngoài mà chưa biết đến Hoàng Cốt Thống chúng cháu không ạ? Tôi cũng xin nói là bệnh của tôi là nặng nhất. Vâng. Nói chung là đi hết rồi, đúng đi khắp rồi. Thì nếu ai có những cái trường hợp như tôi vâng. mà xương khớp vâng. thì nên lên chỗ bệnh xương khớp Hoàng Cốt Thống vâng. chữa, bởi vì là tôi cũng lên chữa cũng được người giới thiệu và quân vâng. tôi cũng giới thiệu cho tôi để vâng. lên đây chứ tôi cũng không biết được bởi vâng. vì bà là tôi đi làm cả ngày cả đêm tôi không biết được đâu vâng. Và bây giờ cô xác định đá là biến đỗ cuối cùng chưa? Đợi chờ thì chắc là biến đỗ cuối cùng, không phải đi nữa, nói vâng. chung không phải chạy nữa. Đúng rồi. Mà chờ nói thẳng đi này, nói thì bà cũng có được lời nói thì bà cũng cảm ơn bác sĩ. Các bác sĩ ở đây vâng. nhưng trong hai người điều trị cho bác là vâng. bác sĩ Nhân và đầu tiên là đến Xuân vâng. là điều trị cho bác là thấy cảm đấy, nhưng nói thẳng đây này bác lên đây, bà lên đây thì bà hỏi đây này ai bữa nay điều trị cho bà vâng. thì bác sĩ Nhân hỏi là hôm nay cháu vâng. Không cháu thì Xuân
Vâng. Nhưng mà Xuân thì đang bận thì đang làm khách thì lên cháu lại điều trị cho bà. Vâng, thì bà cứ lên đi. Vâng. Ôi, ở đây ngoài bác sĩ Nhân thì không là là phụ trách chuyên môn chính của nhà cháu, bác đúng sĩ rồi. Xuân thì còn có rất nhiều người nhiều, khác cũng, nữa cũng làm cũng tốt. Đều tay nghề rất là à, tốt. Cũng có một bữa là vâng. À, một cái bác chị hai cô con gái vâng. Rồi. Vâng, hai, cái, rồi. Hai cô con gái cũng vâng, làm có cũng hai kỹ thuật viên nữ làm cho cô ừ, rồi cũng đúng rồi. Tất cả đều rất là tốt thì bà cũng không biết. Vâng, cho nên là cô cũng như là mọi người khi đến đây thì hoàn toàn có thể yên tâm là bên cháu có hình đội như là hôm mà một cô đi làm một bữa này với cái cô một cô nữa vâng. Làm hai bữa rồi vâng. Nữa cô cũng như là mọi người cứ hoàn toàn yên tâm và tin tưởng bởi vì đến với cơ sở Hoàng Cốt Thống chúng cháu thì ngoài bài thuốc độc quyền Hoàng Cốt Thống này là cái bài thuốc chuyên trị về các vấn đề cơ xương khớp bảo bối của bên cháu đấy ạ thì là bên cháu còn sở hữu một cái đội ngũ là bác sĩ y học cổ truyền với trình độ chuyên môn cao và nhiều năm kinh nghiệm được đào tạo rất là đầy đủ bài bản và chuyên môn cho nên là cô với cứ yên tâm. Quý khách hàng cũng có thể hoàn toàn yên tâm ạ. Vâng ạ. Cháu cảm ơn cô Lý rất là nhiều. Nếu mà cô lên đây mà không chữa, không khỏi chỉ cần ngày thứ ba thì cũng không lên ở đâu. Vâng, cô là nộp rồi. Tiền rồi, cô cũng không lên nữa. Vâng, đúng thật là như nữa. Chỉ ngày thứ ba mà cô gọi cô cũng không đỡ, cô không lên. Vâng. Thế nhưng thằng nó có nộp tiền thì cô cũng không lấy lại mà cô cũng không làm không gì lên nữa. Nữa. Đúng không? Vì đúng mất là thời cô gian của mình. Đúng rồi. Cháu chúc mừng cô. Và cũng chúc cô sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng mà cũng muốn nhắc nhở cô một chút là về nhà mình sẽ phải hạn chế làm việc lại cô nhá. Bây giờ tuổi về hưu lần thứ hai rồi. Về hưu lần hai rồi nên mình cũng phải cho cơ thể mình là được phép nghỉ ngơi. Và dành thời gian để chăm sóc sức khỏe bản thân cũng như là dành thời gian nhiều hơn cho con cháu và gia đình cô nhá. Và ngoài cái đau nhức xương khớp này này, ngoài cái thoái hóa xương khớp, ngoài cái thoát vị đĩa đệm và ngoài những viêm đa khớp tràn dịch khớp gối hay là suy giãn tĩnh mạch, di chứng tai biến mạch máu não hay là những di chứng sau mổ gãy xương rồi ghép xương vân vân thì cái dầu Hoàng Cốt Thống của chúng cháu đều sử dụng rất là hiệu quả. Đấy, và cô hãy xem nó như là một bảo bối bên mình, về nhà hãy thường xuyên sức nó giúp cháu. Đặc biệt là ví dụ như cô vô tình đụng dập vào đâu bầm dập tím thì cô cũng có thể dùng lấy cái dầu này, nó cũng giúp xoa đánh tan cái bầm dập rất là nhanh cô nhá. Và nếu như ai đó xung quanh mình mà đang gặp phải những vấn đề về xương khớp thì cô hãy mách cho họ. Để nếu như họ chưa có không, điều kiện đến đây. Hôm nay là người ta sẽ biết. Vâng. Ở đi này ở dưới nhà cô thì nó đặng đây này nửa tháng là cô đi điều trị. Vâng. Thì là cô không ra phố. Đúng rồi. Thì hôm qua. Bây giờ về mà thấy cô đi lại được không, là người ta sẽ biết không, đúng không? Phải, hôm qua là cô ra. Cô ra cô đi rất thì người đâu ố thế nó chết rồi bà Lý mà nó cũng nặng ở chân răng mà nay đi đều rước đâu chứ đi một hồi nay đi Hà Nội à vâng. Đi Hà Nội chữa Hà Nội mua mạch rồi ơi ở trên phố Hoàng Đồng ạ trên phố Hoàng Đồng á mà chữa vâng, không cần Hà Nội Thanh Hóa cũng để giúp cô đi lại được đúng không ạ đi bằng rồi thì người ta bảo thế sao thì cô có thác lên thì tao bảo ố chân mà nay thấy thấy gần đều rồi vâng do bằng trước thì nó thẳng này cả phố người ta đến ngồi thăm nói chung là bàn thể mua đến ngồi thăm thì cũng nên chữa cái chân vâng ạ rồi cháu cảm ơn cô vâng và mọi người cũng có quý cô bác anh chị cũng có thể thấy được rằng là cô Lý điển hình với cái biệt danh là cô Lý xương khớp cô Lý khớp gối và đi lại bằng nạng đi lại bằng xe lăn đi đúng lại rồi. Bằng gậy và cả phố đều biết đúng. Và hôm nay ai cũng phải trầm trồ ngạc nhiên vì là cô Lý đã có thể đi lại bình thường thậm chí là cô đã có thể leo lên leo xuống cầu thang rất là bình thường và nếu như quý cô bác anh chị chúng ta đang gặp phải những vấn đề về xương khớp như là thoái hóa xương khớp thoát vị đĩa đệm rồi viêm khớp, viêm đa khớp, tràn dịch khớp gối, suy giãn tĩnh mạch, di chứng sau tai biến mạch máu não vân vân. Thì mọi người hãy đến với cơ sở Hoàng Cốt Thống của chúng tôi tại địa chỉ số 51 đường Nguyễn Du, giao với phố Hàng Đồng, thành phố Thanh Hóa để chúng ta có thể tìm thấy cho mình một cái cơ hội giúp chúng ta thoát khỏi những cái vấn đề về đau nhức xương khớp đã hành hạ chúng ta nhiều năm. Còn nếu như chúng ta chưa thể đến được các cơ sở trực tiếp trị liệu của chúng tôi thì mọi người có thể mua cái bài thuốc Hoàng Cốt Thống này về nhà và xoa bóp theo hướng dẫn thì nó cũng sẽ mang lại cho mọi người rất nhiều những cái hiệu quả tuyệt vời ạ. Vâng, hẹn gặp lại tất cả mọi người tại Hoàng Cốt Thống.